Tiếp theo là em sẽ trên tay với các bác một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng của Seiko, à của Casio. Một chiếc Casio Edifice. Chiếc này có tên là SCB 900 IDB gạch ngang 1 AZF và giá bán lẻ đề xuất là 45.000 yên. Nó tương đương với khoảng tầm 9 triệu cho một chiếc hàng mới. Thì cái này của em nó là hàng siêu lướt. Với cái dòng SCB 900 thì ở bản nội địa Nhật nó sẽ được trang bị kính sapphire các bác nhé. Và họ sẽ in luôn cái thông tin là có kính sapphire ở trên cái mặt dial của chiếc đồng hồ này. Đây là cái đặc điểm nhận dạng. Đó. Còn bản quốc tế ở các thị trường khác thì nó chỉ được là kính quang cứng thôi. Chiếc này của em nó là hàng siêu lướt. Tình trạng thì các bác có thể thấy còn rất đẹp. Gần như là không có xước sát, đẹp như hàng trưng bày các bạn. Không có vết xước nào. Mỗi tội là nó bị mất búp rồi, mất hộp rồi, còn mới đồng hồ thôi. Size 44,5. Độ dày là 11, 14. Và lắc tua lắc là 51,4. Nó hợp với anh em có cổ tay to. Từ 16,5 trở lên là đeo rất đẹp chiếc này. Mặt trên chiếc này thì có mặt dial màu xám và các cái viền sub dial nó sẽ có màu đỏ, đỏ đô. Ở 9 và 12 giờ nó là giờ điện tử. Ở đây nó hiển thị là thứ, ngày, tháng và giờ phút giây điện tử các bác nhé. Casio Edifice kính sapphire. Và dưới này thì các bác sẽ có đầu tiên nó là kim chỉ báo năng lượng này, EF này. Còn bấm giờ thể thao, giờ đếm ngược và báo thức. Tab solar, pin năng lượng mặt trời không cần phải thay. Có kết nối Bluetooth với smartphone, đồng bộ dữ liệu 3 lần mỗi ngày và không bao giờ sai số. Những chiếc này là đều kết nối được với điện thoại các bác nhé. Và dòng này thì pin solar, kính sapphire, có kết nối Bluetooth. Vành đo vận tốc tachymeter bên ngoài mặt kính. Chiếc này thì các bác chỉ cần tải cái app Edifice Connected về và ấn kết nối, nó sẽ tự động cập nhật thời gian. Và bên em có một cái hướng dẫn chỉnh cực kỳ chi tiết chiếc này để các bác dùng. Rất dễ dùng. Chỉ cần kết nối một chạm thôi là không phải điều chỉnh gì nữa cả. Bên hông sẽ có hai núm chỉnh bên trái và ba núm chỉnh ở bên phải, có logo này. Ở mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số nhé. Đầy đủ IDIC, chống nước 100 m này. Có đèn LED. Đèn từ 6 giờ H lên. Đó. Có dạ quang luôn. Đây dạ quang em sẽ check là trên thân kim và đầu cọc số các bác nhé. Cọc số là có một ít để dùng. Kính sapphire pin solar SCB 900 Y là mã dòng. Japan Movement Made in China. Chiếc này được sản xuất lắp ráp kiểm định tại nhà máy của Casio Trung Quốc và bản này nó chỉ sản xuất cho thị trường nội địa Nhật thôi vì nó được trang bị kính sapphire. Có kết nối Bluetooth với smartphone. Đó. Tên của 4 nút chức năng các bác nhé. Đi kèm là dây thép đúc đặc và khóa có logo. Chiếc này nó hợp với các bác tay to. Từ 16 trở lên là đeo đẹp chiếc này. Dây thì nó còn đủ cho tay 19. Hàng siêu lướt còn phải trên 95%. Pin solar, kính sapphire, có cả giờ kim và giờ điện tử. Và rất nhiều các cái chức năng khác. Các bác có thể xem cái hướng dẫn của bên em để sử dụng chiếc này thì rất thích. Giờ rất chuẩn chỉ và khi các bác kết nối với điện thoại thì không bao giờ sai số. Chiếc này là 3 triệu 950 nghìn, mã 6600, 3 triệu 950 nghìn cho chiếc này.